Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 4 bị can, trong đó Phạm Đức Hải, thường gọi là Hải Idol, về tội gây dối trật tự công cộng, trong vụ đoàn rước dâu bằng xe sang dừng đỗ phương tiện trên tuyến đường Trục Bắc Nam để chụp ảnh. Theo điều tra, chiều 21 tháng 4, tại đường Trục Bắc Nam, Phạm Đức Hải có hành vi xúi dục một số đối tượng cùng thực hiện hành vi sử dụng xe ô tô đỗ xe giữa đường và di chuyển dàn hàng ngang trên đường để chụp ảnh, gây bức xúc cho những người tham gia giao thông gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng